Chào tất cả anh chị em. Hôm nay mình sẽ chia sẻ anh chị em một cái kèo. Kèo này thì hôm trước mình đã có một video để chia sẻ đó là kèo wazit nhé à, sàn này thì được là sàn của Ấn Độ và đã được Binance mua lại. Vì hiện tại thì bên Trung Quốc đang có kiểm soát gắt gao cái tình trạng à, kiểm soát các sàn giao dịch tiền điện tử nhé Nên là hiện tại đây là một trong những cái hướng đi mới nhằm tránh ảnh hưởng của những cái chính sách nhé, của chính phủ Trung Quốc. À, nên những ai mà đăng ký dưới link zep của mình nhé Mà chưa kích hoạt được tài khoản thì um, Ibot mình các bạn nhớ là phải đăng ký dưới mình nhé Còn những uh, bạn mà không phải đăng ký link mình thì rất tiếc mình không thể hỗ trợ được mình sẽ nạp coi vào cho các bạn đấy thì ở đây mình có thể uh, nạp trôn hoặc một số đồng ấy. có giá trị ít để anh chị em mở giao dịch nhé và cai xe thành công thì chúng ta sẽ nhận được uh, 100 À, đồng à, uh, này cái đồng này hiện tại rất chi là ngon nhé và hiện tại có thể sau này nó lên giá một đô hai đô cũng là điều quá tuyệt vời à, nên anh chị em nào mà um, đã đăng ký dưới link zep của mình ấy, hiện tại ở đây mình đã có mới được 5 bạn thôi mới được 5 bạn tuy nhiên thì zep của mình thì là 25 bạn này 25 bạn này em một con số khá là đông này nhiều bạn chưa chưa IC được nhé nên những bạn mà thuộc vào những cái này mình sẽ check mail nhé check mail các bạn rồi cảm ơn các bạn xem video mình sẽ để link video đăng ký hướng dẫn đăng ký hôm trước dưới phần mô tả video này